đình nhiều người mơ cũng chẳng có, nhưng có những người đành lòng dứt bỏ chẳng lo. Người chê cái nồi cá kho, chê bữa cơm đói no cơ hàng, cất bước lên đô thành em sống cuộc đời giàu sang. Đạo lý con người thì làm sao qua vật chất, nước mắt con thờ ngày ngày cứ hỏi mẹ đâu. Người ta bây giờ ấm no đâu có lo đến cha con mình, ừ thì cũng buồn vậy thôi, nhưng đâu biết phải làm sao. Nghèo thì đâu có tội tình gì, là con người tham lam mê lời danh phù phiếm xa hoa. Đời làm cha cực mà vui, được nhìn con mình lớn khôn, cha hạnh phúc gấp muôn phần. Dẫu cho sớm hôm tao tân, cha chẳng một lời kêu than, mẹ thì không hề hối han, con mình đang sống thế nào. Nước mắt mỗi đêm tuôn trào, sao nỡ đành lòng phụ đình. Nhiều người mơ cũng chẳng có, nhưng có những người đành lòng dứt bỏ chẳng lo. Người chê cái nồi cá kho, chê bữa cơm đói no cơ hàng, cất bước lên đô thành em sống cuộc đời giàu sang. Đạo lý con người thì làm sao qua vật chất, nước mắt con thờ ngày ngày cứ hỏi mẹ đâu. Người ta bây giờ ấm no đâu có lo đến cha con mình, ừ thì cũng buồn vậy thôi, nhưng đâu biết phải làm sao. Nghèo thì đâu có tội tình gì, là con người tham lam mê lời danh phù phiếm xa hoa. Đời làm cha cực mà vui, được nhìn con mình lớn khôn, cha hạnh phúc gấp muôn phần. Dẫu cho sớm hôm tao tân, cha chẳng một lời kêu than, mẹ thì không hề hối han, con mình đang sống thế nào. Nước mắt mỗi đêm tuôn trào, sao nỡ đành lòng phụ nhau. Nước mắt mỗi đêm tuôn...